Vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày hôm qua 10 tháng 5, một chiếc xe container đầu kéo mang biển số 60C06924 chở 35 tấn phân bón lưu thông hướng từ huyện Di Linh đến huyện Đức Trọng qua đoạn đèo Phú Hiệp bất ngờ bị lật đổ. Vụ tai nạn đã làm rào chắn ở đèo Phú Hiệp và đầu kéo xe container bị hỏng. Rất may không có thiệt hại về người. Sau vụ tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Di Linh đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra sự việc. Theo nhận định bước đầu của cảnh sát giao thông huyện Di Linh, nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông là do tài xế không làm chủ tốc độ, điều khiển xe chạy với tốc độ cao nên khi đến khúc cua đã gây lật xe. Được biết cách đây khoảng 2 tháng tại khu vực này cũng đã xảy ra một vụ lật xe container tương tự. Để đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo các lái xe, đặc biệt là đối với các xe có trọng tải lớn, cần làm chủ tốc độ khi tham gia giao thông, nhất là khi qua các đoạn đường đèo dốc.